và xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Người Hùng của Những Ngôi Sao. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media và được phát sóng vào lúc 21:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chúng ta sẽ trải qua những đêm thi gồm 3 vòng thi đấu khác nhau, đó chính là vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết. Vòng loại, hơn 60 tài năng, ban giám khảo và khán giả sẽ chọn ra 20 tài năng xuất sắc nhất vào vòng bán kết. Vòng bán kết gồm 20 tài năng, ban giám khảo chọn ra 5 tài năng xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Cơ cấu giải thưởng đêm chung kết: giải nhất 20 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng, giải ba 5 triệu đồng, hai giải khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng. Những tài năng có 3 ngôi sao xanh đến từ ban giám khảo sẽ được tấm vé đi thẳng vào bán kết. Những tài năng có 2 ngôi sao xanh đến từ ban giám khảo sẽ tạm thời ngồi tại phòng chờ để chờ kết quả. Những tài năng nhận được từ 2 ngôi sao đỏ trở lên sẽ rời cuộc chơi. Đặc biệt, những tài năng nhận một lúc 3 ngôi sao đỏ sẽ lập tức ngưng phần trình diễn của mình lại và rời cuộc chơi. Sau vòng loại, ban giám khảo chọn ra 15 tài năng xuất sắc nhất để vào bán kết. Và bên cạnh đó, chúng tôi còn có một giải thưởng phụ dành cho một trong 5 tiết mục được bình chọn bởi khán giả bước vào vòng bán kết. Tiết mục nào có được sự chia sẻ và lượt like, lượt thả tim nhiều nhất thì tiết mục đó sẽ giành được giải thưởng, đó chính là 5 triệu đồng. Cách tính điểm như sau: 1 view bằng 1 điểm, 1 like bằng 5 điểm, 1 comment bằng 2 điểm. Những comment bị chương trình phát hiện là spam sẽ bị xóa không báo trước. Top 5 video có điểm cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng bán kết của chương trình. Ngày hôm nay, hãy tiếp tục cùng với Hòa Rapper và 3 vị giám khảo, chúng ta chiêm ngưỡng những tiết mục tiếp theo cùng với Người Hùng của Những Ngôi Sao. Đầu tiên, với sự xuất hiện của giám khảo quốc tế, nghệ sĩ Trịnh Tú Trung. Và tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của ca sĩ, đạo diễn Vương Khang. Rất đáng yêu, xin chào Vương Khang. Và tiếp theo là người đẹp của chúng tôi, siêu mẫu, huấn luyện viên catwalk Lại Thanh Hương. Xin chào Lại Thanh Hương. Và chắc chắn là ngày hôm nay sẽ là một trong những đêm thi rất ấn tượng. Tôi tin chắc chắn là như vậy, bởi vì trên tay Hòa Rapper chính là danh sách các thí sinh mà những hạng mục dự thi của họ rất đa dạng và phong phú. Kính thưa quý vị, dù trải qua rất nhiều thế hệ, nhưng thanh niên Việt Nam luôn thể hiện được một sức trẻ, tinh thần yêu nước. Và bên cạnh đó, âm nhạc sẽ là chất xúc tác để giúp cho thanh niên Việt Nam cùng kết nối để tạo nên một khối đoàn kết. Ngay sau đây sẽ là liên khúc được mang tên Dậy Mà Đi và Tiếng Hát Những Đêm Không Ngủ, đến từ phần trình diễn của nhóm Son Việt. Xin mời!
khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu của toàn dân tộc. Vào những cuộc chiến tranh và những đêm không ngủ, tiếng hát của thế hệ sinh viên đã là vũ khí đã đánh đuổi kẻ xâm lược. Dân tôi nghe tiếng hát tung cờ ngày nào, hát cho đêm thiên thu lửa cháy trên trại giặc thù. Đêm vang bao tiếng ca truyền đi trong màn đêm, bấm bùng lửa căm hơn hòa với bừng lên, ta đi khơi sáng thêm ngọn đuốc thiên từ bao nơi, lời ca bóng lửa đấu tranh sáng lên người ngời. Việc đã hoàn thành xuất sắc phần thi đấu của mình. Dạ, xin mời tất cả các thành viên còn lại cùng ra sân khấu để chào khán giả ạ. Xin mời các bạn. Ai cũng rất quan trọng trong tiết mục vừa rồi.
Một tràng pháo tay dành cho Xuân Việt nào. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét của ban giám khảo. Và tôi thấy được là Trịnh Tú Trung cầm rất chắc màu xanh trên tay luôn. Sao nhỉ? Tình yêu thương nào, ấn tượng nào mà dành cho Xuân Việt? Dành cho Xuân Việt thì chưa. Việc đầu tiên chúng ta dành đó là dành cho dòng nhạc cách mạng. Nó cũng giống như là bất cứ một dòng nhạc nào được lưu truyền thì chúng ta cần có một sự lưu giữ nè, cần có một sự phát huy nó để nó có thể tới được với giới trẻ. Những năm tháng chiến tranh đã trôi qua đi từ rất lâu rồi, nhưng những bài hát này nó vẫn còn ở lại vì nó giúp cho chúng ta nhắc lại những năm tháng hào hùng một thời đã qua của cha ông ta, để chúng ta thêm tự hào và chúng ta thêm gìn giữ và phấn đấu. Thật ra là rất là sợ một ngày nào đó khi mà mọi người lãng quên đi những cái hình ảnh cũ thì chúng ta sẽ lãng quên đi kể cả dòng nhạc này. Nên những bạn trẻ như thế này, mang tinh thần như thế này, truyền bá những điều đã qua là những điều rất đáng trân trọng. Thì trước tiên là dành cho dòng nhạc, thứ nhì là dành cho Xuân Việt. Tất cả các bạn chia bè phối rất hay, các bạn đã chọn bài cũng rất xuất sắc. Nhưng Trung có một góp ý như thế này: Trung là một người khó tính thì ai cũng biết cái điều Trung khó tính cả. Nếu như bây giờ Trung nói các bạn không thể nghiệm ra được, về cứ xem lại tiết mục này, các bạn sẽ thấy cứ 6 bạn hát thì luôn luôn có một bạn cầm mic sai tay với 5 bạn còn lại. Cứ bạn này vừa chuyển lại đúng thì bạn kia lại chuyển đi sai. Luôn luôn có một bạn không đúng với 5 bạn còn lại. Và đã làm cho cấu trúc của mình bị xấu đi. Với những người chú ý tiểu tiết như Trung thì sẽ nhìn thấy. Thậm chí có những người họ sẽ không để ý chuyện đó, nhưng Trung thì thấy. Thì thật ra những cái này nó rất nhỏ. Công trình mình xây dựng, công trình mình mở đường, công trình mình đi những bước đầu tiên nó khó như thế mình còn dám đi, thì tại sao mình không hoàn chỉnh nó bởi những điều nhỏ nhặt nhất? Nên hy vọng là nếu như được bước tiếp vào vòng trong thì Trung sẽ được thấy một tiết mục hoàn chỉnh hơn nè, hoành tráng hơn và phải ý nghĩa hơn nữa. Vì các bạn phải biết được là đây chính là lợi thế của các bạn và cũng sẽ trở thành yếu điểm. Vì mọi người sẽ nhìn nhận vào các bạn quá thông minh khi chọn dòng nhạc này. Không ai dám đánh rớt và không ai dám phê bình cả. Như vậy vô hình chung sẽ thành một cái sự bất công với tất cả những tiết mục khác. Thì mình phải chứng minh cho họ thấy là chúng tôi tài năng thật sự. Chúng tôi làm được một điều ngang bằng với các bạn. Và bằng thực lực, bằng kiến thức, bằng sự trau dồi, chúng tôi trở thành những người hùng của ngôi sao, chứ không đơn giản mà chúng tôi dựa vào những điều không ai dám làm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn những lời đóng góp đến từ giám khảo Trịnh Tú Trung. Còn lại Thanh Hương như thế nào ạ? Tôi vẫn chưa thấy được màu sắc ngôi sao của bạn đấy nè. Cho Hương hỏi là nhóm của mình thành lập được bao lâu rồi nhỉ? Nhóm em tính tới điểm hiện tại thì gần 2 năm ạ. Gần 2 năm. Nhóm mình tập trung vào hát thôi hay là mình có cả múa hay như thế nào nữa? Tất cả các bạn trên đây đều là một nhóm. Và nhóm của em được một cái là may mắn là các bạn đều có thể hát, múa, biên đạo, dàn dựng, MC được luôn. Nên là tụi em rất tự hào về điều này. Ta. Là bao show. Tôi thất nghiệp. Trời nhóm ơi. Này mà bung ra là mình nghỉ hết đó. Nghỉ hết luôn. Một tràng pháo tay dành cho nhóm Xuân Việt nào quý vị. Và đó cũng là áp lực dành cho lại Thanh Hương. Tôi muốn thấy màu sắc của bạn. Hương không có dơ cái bảng màu xanh lên liền là tại vì Hương đang suy nghĩ rằng là nếu chỉ là hát nhạc cách mạng thì vòng tiếp theo các bạn sẽ hát như thế nào? Tại vì cái phần trình diễn vừa rồi nó khá là hay, khá là hào hùng. Thì cái phần tiếp theo thì nó sẽ như thế nào để nó đặc biệt hơn? Đang suy nghĩ về cái điều đấy. Thì Hương đang muốn hỏi các bạn là các bạn có nhóm múa hay không? Thì lại may mắn quá các bạn có thể dàn dựng ra được rất là nhiều thứ rất là hoành tráng hơn. Thì cái đấy là khiến cho Hương an tâm hơn và kể cho các bạn. Đó, phải vậy chứ. Chúc mừng Xuân Việt, các bạn có chọn bạn được 3 màu xanh của ngôi sao đến từ 3 vị giám khảo đồng nghiệp với Việt. Một tấm vé vào bán kết thuộc về Xuân Việt. Chúc mừng các bạn. Nhưng cũng phải ghi nhớ lời đóng góp đến từ ban giám khảo nhé. Trau chuốt và tỉ mỉ hơn nữa. Bên cạnh đó, thay đổi những cung bậc cảm xúc trong tiết mục biểu diễn của mình chắc chắn sẽ chinh phục được quý vị khán giả và đặc biệt là ban giám khảo. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Và bây giờ, một lần nữa, MC Hoài Rapper sẽ cố tỏ ra thật nguy hiểm với lời nói của mình. Xin mời tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là khán giả nữ, chúng ta hãy thật cẩn thận với tiết mục này nha. Sau đây sẽ là sự xuất hiện của một trong những anh chàng thí sinh rất trẻ tuổi. Anh ấy sở hữu gương mặt điển trai như một nam thần và sở hữu một thân hình cực kỳ ấn tượng. Đó chính là nhờ đam mê về thể thao, thể hình. Bên cạnh đó, đây là một anh chàng sinh viên rất là trẻ tuổi, vừa mới hoàn thành được luận án tốt nghiệp của mình. Và ngày hôm nay anh ấy đến đây để chứng tỏ bản thân và sự đam mê thể thao của mình bằng tiết mục được mang tên Thăng Bằng Tay Nghệ Thuật. Anh ấy sẽ vượt qua những chướng ngại vật như thế nào và chinh phục tình cảm của ban giám khảo ra sao. Xin mời quý vị cùng chào đón sự xuất hiện của Thế Vũ. Thank you.
À, tiếp đất rất là ấn tượng. Và bên cạnh đó chính là sự cố gắng của Thế Vũ. Một tràng pháo tay dành cho Thế Vũ ạ. Và đây chính là Thế Vũ, một trong những anh chàng sinh viên mà chúng tôi vừa mới giới thiệu. Và Vũ không phải là theo chuyên ngành thể dục thể thao nha. Trường mà bạn đang theo đuổi mà sắp sửa lấy được bằng tốt nghiệp là trường nào ạ? Dạ, hiện em đang là sinh viên năm cuối, vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh của trường đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh. Đó, trời ơi, ghê chưa? Nhưng đến với người hùng của những ngôi sao, điều đặc biệt mà giám khảo như khán giả mong muốn là những sự ấn tượng. Nãy giờ là ấn tượng ở cấp độ thứ mấy tôi chưa biết, nhưng liệu rằng còn tiếp tục nào nữa hay không để nâng cao cái giá trị của bản thân mình? Dạ, chắc chắn rồi. Có nữa hả? Còn nữa hả? Còn. Ủa vậy chưa hết hả? Chưa. Ủa vậy anh bay lên hơi sớm không? Ôi xin lỗi nha. Không sao, anh bay lên. Anh đừng hết rồi. Không, em có thời gian nghỉ mệt, cảm ơn anh. Ủa vậy? Vậy giờ hết chưa? Hồi phục chưa? Rồi. Chàng trai ha. Ơi, em có rất nhiều cái tố chất để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp luôn á. Mình sao không theo đại học thể dục thể thao để mình có được nhiều thành tích luôn? Thì thật ra cái lúc đầu á, em cũng suy nghĩ như anh vậy. Em suy nghĩ là mình đã có tố chất sẵn và mình còn cái niềm đam mê nữa. Tại sao mình không như những cái lời khuyến cáo hiện nay là mình nên theo đuổi đam mê? Nhưng mà sau đó em chợt nhận ra rằng ba mẹ em đều hướng em là cần phải có thêm kiến thức. Mình vừa có thêm kiến thức, vừa có đầu óc và vừa có sức mạnh thể chất nữa thì mình có thể cống hiến được nhiều hơn cho mọi người và xã hội trong đất nước này. Nên em đúc kết lại được một điều là đừng làm những gì mình thích mà hãy thích những gì mình làm, vì khi mình thích những gì mình làm thì trong tất cả những việc mình làm đều mang lại lợi ích cho cuộc sống này. Không giấu mọi người, thành tích của Thế Vũ rất ấn tượng, đó chính là vô địch hết đất nghệ thuật Việt Nam 3 năm liên tiếp từ năm 2016 cho đến năm 2018, quán quân tài năng fitness sinh viên thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ nhất năm 2019 và đại diện cho Việt Nam chúng ta dự thi cuộc thi Asia Got Talent mùa 3 năm 2019 rất ấn tượng. Wow, không phải là một sinh viên theo đuổi ngành thể thao nhưng anh ấy rất đam mê và muốn chinh phục cái mục tiêu này. Và không biết sự chinh phục này có gây ấn tượng mạnh đối với bà giám khảo không ạ? Xin mời Vương Khang. Đầu tiên là mình xin chúc mừng tiết mục diễn của bạn ngày tối ngày hôm nay. Khang mong muốn cái tiết mục này nó chỉnh chu hơn nữa về mặt đầu tư trên sân khấu, về mặt tạo cái phần cảm xúc hơn. Cảm giác riêng của Vương Khang thôi, cảm thấy nó hơi thiếu một chút xíu. Nên là hơi tiếc Khang phải dơ ngôi sao màu đỏ. Cảm ơn Vương Khang. Còn với Thanh Hương ạ? Bộ môn chính mà em đang theo đuổi là bộ môn gì? Dạ là bộ môn thăng bằng tay nghệ thuật ạ. Nó giống như là mấy bạn mà hay trình diễn xiếc ấy. Em thấy tất cả những cái gì mà bạn ấy vừa làm là y chang như mấy bạn xiếc vẫn diễn. Cũng có cái sự ngạc nhiên là một cái người mà thân hình đồ sộ như bạn ấy đây mà bạn ấy có thể dẻo như vậy và bạn có thể giữ được thăng bằng như vậy cũng khá là bất ngờ. Nhưng mà để suy nghĩ xem là phần tiếp theo là bạn ấy sẽ làm cái gì nó ấn tượng hơn ấy thì cũng là điều mà đáng để suy nghĩ. Em nghĩ rằng là em là một sinh viên và đam mê bộ môn này và em tự tập luyện không hề qua trường lớp bài bản như là những diễn viên xí khác cùng tập bộ môn này. Cho nên em muốn chứng minh được một điều rằng là tất cả những các bạn trẻ đều có thể theo đuổi đam mê của mình mà không có cần thiết là phải trải qua trường lớp. Cái việc tự học nó rất là quan trọng. Các bạn có thể làm bất cứ công việc gì cũng được, nhưng với cái niềm đam mê đó các bạn vẫn làm được và vẫn theo đuổi được, kiên trì tự mình đi lên được. Cuối cùng hôm nay em đến với lại chương trình này, mục đích của em là gì? Em muốn lan tỏa niềm đam mê của em hay là em muốn chiến thắng được đi tiếp? Em muốn lan tỏa niềm đam mê của em. Phải, em thành công rồi đó. Thì em nghĩ rất là nhiều người sẽ rất là thích tiết mục của em và mọi người sẽ bắt đầu yêu thể thao hơn và tập luyện thể thao nhiều hơn. Vì em nghĩ em là một người có kiến thức nè, em là một người bằng cấp nè, có trình độ nữa, đúng không? Thì cách lan tỏa và cách ảnh hưởng của em nó sẽ khác. Dừng lại không có nghĩa là kết thúc. Cái tinh thần mình lan tỏa mới là điều quan trọng. Nếu như lỡ mà không chọn em đi tiếp, không có nghĩa là bọn anh không yêu thương em. Em hiểu không? Và anh tin là có nhiều cách khác để em chiến thắng. Chiến thắng chính bản thân mình thì em đã chiến thắng rất oanh liệt rồi, rất vẻ vang rồi. Em hiểu ý anh không? Cảm ơn em. Em trân trọng cảm ơn anh rất là nhiều. Anh cũng xin nói luôn. Dạ. Nếu mà những cái thông điệp của em á, thì chắc chắn là anh sẽ vô ngôi sao màu xanh. Nhưng mà anh rất tiếc ngày hôm nay. Thật sự anh ngồi đây á, anh cũng
cũng không quan tâm tới những cái lý do nào ở bên ngoài. Anh chỉ đang nhìn cái phần trình diễn của em thôi. Rõ ràng là em đạt rất nhiều giải thưởng và em tham gia rất nhiều chương trình lớn. Và khi em tới tham gia chương trình này thì anh cũng mong muốn em mang được tới những cái điều hấp dẫn như vậy. Đó là điều anh rất tiếc. Nhưng mà rất tiếc trong lòng anh luôn á. Hy vọng là sẽ còn được gặp em nhiều nữa. Đó là những điều thật lòng của anh. Cảm ơn em. Cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ xin mời quyết định của giám khảo. Màu xanh. Wow. Như vậy là Thế Vũ đã có hai màu xanh, một màu đỏ. Đồng nghĩa với việc thứ nhất, bạn vào danh sách chờ để chờ đón xem mình có phải là chủ nhân của một trong 10 tấm vé còn lại với sự bình chọn của giám khảo hay không. Bên cạnh đó vẫn còn cơ hội thứ hai, đó chính là liệu rằng video phần trình diễn vừa rồi của bạn có lọt vào top 5 những video có được nhiều lượt xem nhất đến từ kênh YouTube của chương trình hay không. Nếu như bạn được lọt vào top 5 video được xem nhiều nhất, đồng nghĩa với việc bạn được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, bạn sẽ lọt vào vòng bán kết của Người Hùng của Những Ngôi Sao. Chúc cho Thế Vũ may mắn nha. Cảm ơn anh Hoài rất nhiều. Và tôi chắc chắn là vòng sau anh ấy sẽ thể hiện được nhiều màu sắc đa dạng hơn nữa. Và bây giờ chúng ta đến với tiết mục tiếp theo thôi. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là một tiết mục rất là đặc sắc, và đặc biệt là các bé thiếu nhi sẽ rất thích phần trình diễn này của chú Thanh Hậu. Các bé sẵn sàng nha. Đó chính là tiết mục biểu diễn bong bóng nghệ thuật tạo hình với bong bóng nào. Hương thích tiết mục này. Thích lắm, thấy bong bóng là Hương thích. Không, bé đẻ vậy nè. Mê lắm. Không, em không thích bong bóng, em thích những chàng trai có bàn tay đưa đường. À đây nè, trước mặt em là một chàng trai có bàn tay đưa đường. Và cái bông hoa nó nhiều khi tặng em đó. À đây là bông hoa hả? Em tưởng cái xe được không? Nè. Đâu, cái bông hoa luôn anh. Con cuốn Cái xinh quá. Cảm ơn em. Xui, tôi quên cướp. Không xem hả? Tí đồ chưa có hả? Xấu ha. Năm bướm. Bướm bướm. Đó. Con khác được không? Dạ.
diện đó phải không? À, chúc mừng Hậu. Và bây giờ sẽ là đôi lời nhận xét của ban giám khảo. Đầu tiên là Tú Trung đi. Không biết làm sao mà xuất hiện ngôi sao đỏ vậy? Tại vì trong quá trình mà ngồi đây theo dõi bạn làm thì Trung thấy bạn có rất là nhiều cái lỗi sai. Tức là có rất là nhiều thành phẩm bị hư và bị bỏ đi, đúng không? Giống như bây giờ con chó bạn tặng Trung này cầm chưa được bao lâu mới thành về rồi nè. Cái này cũng vậy nè, lúc mà bạn thắt cái chân cho con nhện cũng vậy. Cứ thắt chân này thì chân kia nó tụt, xong lại quay lại phải thắt chân này nữa. Tại thì vì thật... con nhện nó bị thoát vị đĩa đen. Anh hiểu là bình thường mình đi làm á sẽ không có những cái sự căng thẳng này, khi mình đi thi nó sẽ có rất là nhiều áp lực. Nhưng mà đó là chúng ta phải vượt qua được áp lực thì mới trở thành được người hùng. Và rất tiếc là hôm nay với anh á thì em chưa vượt qua được áp lực đó, nên anh buộc lòng phải cho em ngôi sao đỏ. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Còn hai vị giám khảo còn lại chị thấy được cái sự chân thành của em. Khi mà em mắc rất là nhiều lỗi ấy, em không bị quá rối lên, không em làm mọi thứ rất là nhanh thì không có sự bình tĩnh ngay từ đầu. Một chút xíu thôi. Nhưng mà cái lúc mà rất nhiều thứ bị hỏng và rất là nhiều thứ bị vỡ thì em lại không bị ảnh hưởng tâm lý. Em cũng vẫn cứ làm kiên trì làm. Chị thích những người như vậy. Nhưng mà nếu mà để đánh giá về tiết mục này thì chưa được xuất sắc. Cảm ơn bà giám khảo rất nhiều với những lời động viên chân thành đó. Nhưng mà bây giờ sẽ là màu sắc của những ngôi sao dành tặng cho bạn trong chương trình ngày hôm nay nhé. Lại Hương màu đỏ, Trịnh Tú Trung màu đỏ, và Phương Trang cũng là màu đỏ. Màu đỏ là chứng tỏ yêu thương á. Cảm ơn bà giám khảo rất nhiều. Kính thưa quý vị, và trước khi bước vào phần thi đấu tiếp theo, xin mời mọi người giải trí vài lát cùng với bà giám khảo chúng tôi. Và bây giờ sẽ là trò chơi điền vào ô trống. Đề bài như sau: lật 3 chấm. Xin mời giám khảo điền vào chỗ trống. Lật mặt. Lật mặt. Nhanh lắm. Nhanh lắm. Tôi tính lật mặt đó cho Thanh Hương. Ưu tiên phụ nữ. Ưu tiên phụ nữ. Ta đẹp, ta có quyền. Lật okay. Mặt. Mà cổ mới là lật mặt nhiều á. Cô đổi nhiều màu sắc của ngôi sao nhiều lắm. Lật mặt. Lật gì nữa Trung? Lật bàn tay. Lật bàn tay. Dạ. Đếm ngón tay. Dạ. Mời Dương Khang. Lật gì nữa? Lật lọng liền anh. Lật bàn. Lật. Lật bàn. Có chữ thờ không? Không. Cái đó không được nghe. Cảm ơn giám khảo. Gì đó hay mình tức gì đó mình lật bàn. Lật bàn lên. Nhưng mà đáng tiếc giám khảo vẫn chưa ai nói ra được cụm từ nó biểu đạt cho động tác cũng như tiết mục biểu diễn ngay sau đây các quý vị. Với tiết mục của thí sinh mang tên Lý Kiệt, đó là tiết mục lật lưỡi. Xin mời. Dạ vâng, em xin chào ạ. Anh Tú Trung và anh Vương Khang thân thương và dễ mến. Xin chào chị đẹp gái và dễ thương. Dạ em là Lý Kiệt. Em xin biểu diễn tiết mục lật lưỡi 180 độ ạ. Và vâng, và món quà đầu tiên em xin vừa uống nước vừa lật lưỡi 180 độ ạ. Bây giờ em xin thực hiện món quà thứ hai, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Thái Khang, ca khúc được mang tên Chiếc Lá Mùa Đông. Em sẽ rung giọng và lật lưỡi trong ca khúc này những nốt cuối. Cảm ơn các bạn khán giả rất là nhiều ạ. Cảm ơn ban giám khảo. Đã bao lần vì em trong nước mắt, đã bao lần vì em anh buốt giá. Người tình ơi vì sao người nỡ gieo sầu đâu đến cho anh con tim nhỏ nhoi.
nhớ hôm nào cầm tay anh em nói vẫn ngọt ngào từng lời em đã hứa. Mình dìu nhau cùng đi về cuối chân trời xa để cho anh vẫn nhớ từng tin yêu dịu ngọt đầu môi. Vì em trong nước mắt đã bao lần, vì em anh buốt giá. Cười tình ơi vì sao người nỡ gieo sầu đâu, đừng cho anh con tim nhỏ nhòi. Nhớ hôm nào cầm tay em nói vẫn ngọt ngào từng lời anh đã hứa. Mình dìu nhau cùng đi về nhé. Một tràng pháo tay dành cho Lý Kiệt ạ. Trời đất ơi, hình như ba giám khảo hồi nhỏ học trong trường làm sao đỏ nè, riết rồi giờ cứ cầm sao đỏ riết quen màu hay sao. Nhưng mà đã có dấu hiệu ba ngôi sao đỏ xuất hiện nên bắt buộc chúng tôi phải tạm dừng tiết mục của Lý Kiệt lại. Có thể quý vị khán giả theo dõi trực tiếp qua màn ảnh nhỏ, chúng ta có được những góc máy quay cận cảnh đến từ đội ngũ 80 cái máy camera tại phim trường thì dễ dàng thấy được cái lưỡi vi diệu của anh đúng không nào. Nhưng mà giám khảo với khán giả ở phim trường á thì cái khoảng cách này nó hơi xa, không bây giờ mình tiến sát lại gần tí. Đúng rồi, bây giờ xong nè, diễn lại một lần nữa cho đó, đó cho tôi coi trực tiếp đây nó hấp dẫn. Đó, thấy thật bỏ đó là 180 độ là lật ngược lại vậy đó. Trái phải trái vậy đó ha. Sao nhỉ? Dạ, cảm ơn Lý Kiệt. Chắc có thể là cái một bộ đồ nó vẫn chưa đủ thuyết phục và chưa đủ wow dành cho giám khảo thì sao? Không biết là lý do vì sao mọi người đưa ra cái quy định này ạ? À? Xin mời Vương Khang. Thật sự cảm thấy nói điều này là tại vì bạn hát á, nghe bị rất là chênh, nghe nó bị phô á, từ những nốt đầu với lại là bị vào sai nhịp. Rất là tiếc khi mà không thể chọn bạn vào được vòng sau. Với lại là cái tài năng lật lưỡi của bạn nó sẽ là một cái nét đặc biệt, bạn có thể đi trình diễn được. Nhưng mà Khang biết là bạn có cái niềm đam mê với nghệ thuật, nhưng mà mình sẽ phải còn cố gắng nhiều nhiều hơn nữa để mình có thể theo đuổi được. Thì biết là thật sự là nó sẽ có rất là nhiều điều khó đối với bạn. Chỉ biết chúc bạn thôi, hãy cố gắng hết mình. Dạ, em cảm ơn anh Vương Khang, em cảm ơn anh chị nhiều. Tôi tin chắc chắn rằng Lý Kiệt là một trong những người rất là cẩn trọng trong ngôn từ của mình. Người ta thường nói là uống lưỡi 7 lần trước khi nói mà. Bạn lật lưỡi như vậy chắc là uống lưỡi dữ lắm nè. Hy vọng là bạn sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công trong sự nghiệp của mình nha. Và bây giờ, dạ. Và bây giờ xin mời quý vị đến với tiết mục tiếp theo. Kính thưa ban giám khảo, ngay sau đây xin mời ban giám khảo thắt chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, kéo tấm màn che cửa sổ, gặp thẳng bàn ăn để chúng ta sẵn sàng bước vào một phần thi đấu rất đặc biệt. Và lời khuyến cáo được đưa ra đó chính là sẽ không thử trò này tại bất kỳ nơi đâu để đảm bảo được tính an toàn, tính mạng của mọi người với tiết mục cung phu rất là mãnh liệt đến từ thí sinh mang tên Minh Hiếu.
giờ có nhỏ không? Người đập con tụi.
còn chút xíu mọi người ơi. Thôi thôi hết chưa anh, hết chưa? Hết nha, hết nha. Trời ơi, khủng khiếp. Vỗ tay lớn hơn thế nào dành cho võ sư Minh Hiếu đó mọi người ơi. Một phần công phu rất là ấn tượng, một cảm giác rất là mạnh. Thưa quý vị, mặc dù chúng ta có thể theo dõi những pha hành động này ở rất nhiều nơi rồi, nhưng mà cứ mỗi lần xem như vậy là một cảm xúc và một cảm giác rất là mạnh, rất là ấn tượng. Và thật sự là khủng khiếp, không dành cho những khán giả yếu vía và yếu tim đâu ạ. À, và chúng tôi khuyến cáo với quý vị là sẽ không thử những pha hành động mạo hiểm này tại bất cứ nơi đâu quý vị nhé. Và xin cảm ơn nghệ sĩ Minh Hiếu đã cố gắng cống hiến hết sức mình để gây ấn tượng mạnh đến với giám khảo. Và họ đã có sự đổi màu liên tục ở những ánh sao. Tại sao vậy? Thật ra là khi mà em đưa cái ngôi sao đỏ lên á, không phải vì tiết mục của anh chán. Em xin khẳng định đây là một tiết mục cực kỳ hấp dẫn. Vì những cái màn kung fu này không phải lần đầu tiên được nhìn thấy, nhưng qua phần biểu diễn của anh á, nó chân thực gấp trăm lần vì cái biểu cảm của anh. Thật sự là nếu như mà em có làm một bộ phim về kinh dị hay những cái hành động mà mang tính chất mạo hiểm á, em sẽ nghĩ tới anh đầu tiên. Tại vì nó làm cho người ta cảm giác được nó như thật vậy đó. Vì em biết là khi anh đem ra biểu diễn thì chắc chắn là tiết mục phải mang lại an toàn cho bản thân anh, thì anh mới đem ra để biểu diễn cho quý khán giả, nên là sẽ không có một sự nguy hiểm gì cả. Nhưng khi mà ngồi đây ở cương vị của một khán giả, em cảm giác được là nó tràn đầy nguy hiểm, và anh sẽ rất đau khi làm tiết mục đó. Nên bây giờ sau đó vì em nghĩ là nếu có sự đồng thuận cả ba ngôi sao thì anh sẽ dừng lại để không phải biểu diễn thêm nữa. Và sau khi dừng lại thì em vẫn tiếp tục để anh vào vòng trong, tại vì biết đây là một trong những cái bộ môn mà anh phải mất thời gian rèn luyện rất lâu, phải ghi nhận cái sự cống hiến và sự cố gắng của anh. Nhưng để anh đau thêm thì em chịu không có được, đó là sự thật. Nhưng mà em phải buộc công nhận đây là một cái mục rất hấp dẫn. Nếu là bản thân em được chọn, em sẽ quyết định để cho anh được đi tiếp. Đây là sự cổ vũ dành cho anh. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn giám khảo Phú Trung ạ. Còn Hương ơi, em không đổi màu, em vẫn màu đỏ hả? Em rất là bị ám ảnh, bây giờ còn nổi da gà và bây giờ còn sợ ấy. Nhất là lúc mà em cái em nghe được quả. Cái tiếng mà tiếng lúc mà anh đưa cái lưỡi cho cái quạt đó, em nghe được tiếng luôn. Mình có nghĩa là mình không phải chỉ nhìn mà mình nghe tiếng luôn, mà cái tiếng nó chân thực đến mức như vậy. Thực sự em dơ cái này là tại vì em rất sợ thôi. Chứ còn nếu mà để nói về tiết mục của anh, em đánh giá cao về tính kỹ thuật, em đánh giá cao cả về khả năng diễn xuất của anh nữa. Bái phục phải không? Bái phục. Đổi màu không? Dạ, cảm ơn. Đổi màu thì chắc màu đỏ đi. Dạ, cảm ơn. Cái gì chứ? Giờ an toàn rồi. Đó, màu đỏ là chẳng qua là muốn anh dừng lại thôi chứ sợ anh đau. Còn Vương Khang sao ạ? Một trong những giám khảo rất là lý trí, điềm tĩnh lắm. Hay là chết lặng rồi? Có yên chết lặng luôn ạ. Thực sự là cũng gồng rất là nhiều. Yeah. Tại bản thân của Vương Khang cũng rất là sợ những cái cách diễn như vậy. Nhưng mà thật sự là nhìn anh biểu diễn á, thì cũng có rất là nhiều nghệ sĩ trình diễn như vậy rồi. Thì ở đây Vương Khang đang muốn tìm kiếm một cái sẽ mới hơn và khó hơn nữa. Thì cũng đang rất là phân vân. Nào, quyết định cuối cùng của ban giám khảo là từ đầu Khang luôn giơ ngôi sao xanh để cổ vũ cho anh. Dạ, thấy là khán giả ủng hộ rất là nhiều. Nhưng mà tới giờ khắc quyết định này thì thực sự rất là khó nghĩ. Nên là lập trường Khang, mình nghĩ không thể. Vương ơi, em chọn màu nào? Như vậy là võ sư Minh Hiếu có được 2 ngôi sao màu xanh và 1 ngôi sao màu đỏ. Chúc mừng anh Minh Hiếu được lọt vào danh sách chờ nghe. Và chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều tình cảm với khán giả nếu như lượt xem video clip trình diễn của anh với top 5 cao nhất, thì chúng ta vào thẳng bán kết. Một tràng pháo tay dành cho Minh Hiếu ạ. Dạ, xin cảm ơn anh Trung, chị Hương và anh Nguyễn Khang ạ. Cảm ơn khán giả rất nhiều ạ. Quý vị thân mến, thời lượng phát sóng ngày hôm nay cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ rất là quen thuộc với cuộc hẹn của chúng ta, vào lúc 21:30 thứ năm tuần sau trên kênh HTV7. MC cùng với ban giám khảo cũng sẽ đứng và ngồi tại nơi đây với những bộ trang phục như thế này để gặp gỡ sự quay trở lại với rất nhiều thí sinh tài năng và sân chơi người hùng của những ngôi sao, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!